đầu tiên muốn nhắc tới thì đó chính là dòng original. Thì trong tay mình dòng original mình có hai màu, là màu 001 là màu pink. Đây là màu mình sử dụng rất là nhiều và rất là thường xuyên. Hầu như là từ hồi mình bắt đầu dùng Dior Lip Glow cho tới bây giờ thì mình chỉ mua màu 001 thôi. Vậy nên là trong video này thì mình quyết định là mua thử thêm màu khác, đó chính là màu Coral, màu 004. Về chất son của dòng original này thì thực sự là không có gì để review quá nhiều. Khi mà môi của mình khô, thậm chí là có nẻ đi chăng nữa, hoặc là có vẩy khô, thì nếu mà mình đánh cái dòng son Dior Lip Glow này lên môi thì nó sẽ rất là mềm và nó thậm chí là không làm lộ vẩy môi quá là nhiều. Và sau một lúc thì cái vẩy môi khô đấy cũng như là môi mình sẽ trở nên mềm hơn, rất là thích. Và đặc biệt là mình cực kỳ thích cái màu 001 này, bởi vì khi mà mình bận hay là khi có việc gì và mình không muốn sử dụng son thỏi hay là son lì hay là bất cứ các loại son màu gì khác ở trên môi của mình, thì mình chỉ cần sử dụng độc nhất cái thỏi Dior Lip Glow màu 001 này thôi là cũng đủ để cho môi mình trông tươi và rạng rỡ hơn rất là nhiều rồi. Thế nên là nó rất là hai trong một, vừa dưỡng, vừa có màu, màu sắc rất là vừa phải, rất là dễ thương, rất là dễ để sử dụng hàng ngày.